Anh năm nay 30 tuổi rồi nhưng mà anh chưa gặp cái trường hợp nào như thế này. Anh ơi! Anh đây, xe đạp 88 xin chào, xe em gặp vấn đề gì vậy? Em muốn xử lý một số vấn đề của xe ạ. Em lắp vào trong nhà anh em mình cùng làm việc với nhau nhé. Anh ơi, em muốn mua con xe này bên shop của mình nhưng mà bố mẹ em không cho em đi trần truồng như thế này. Bây giờ shop có thể nào mà giúp em độ thêm cái giỏ này, cái gác ba ga, cái chân trống và giá đèn nước được không ạ? Độ nhiều vậy hả em? Anh năm nay 30 tuổi rồi nhưng mà anh chưa gặp cái trường hợp nào như thế này. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Thôi, nếu mà bố mẹ em không cho em đi trần truồng thì anh cố gắng cho xe của em nó mặc áo vào đúng không em? Tôi thật là anh độ được ạ? Thế thì anh độ cho em với nhá, em cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi ok, thế thì em ngồi đợi anh 5 phút thì anh độ con xe cho em đi nhá. Rồi. Em nhá, anh đã độ lên cho em vỏ xe và giá bể nước ba ga chân trống và anh order cho em một cốc trà đào. Nice. Bởi vì trường hợp 30 năm nay chưa gặp trường hợp độ nhiều như này. Ok em nhá, bây giờ em có thể mang về mà không sợ bố mẹ la rồi. Ôi em cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi em đi lắp xe em chưa thấy một shop nào mà đã lắp kiện xe rồi còn được tặng cả nước. Cảm ơn shop rất là nhiều. Sẽ bàn giao xe cho em nhá, một con xe phải nói là chất nhất Việt Nam.